Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn những cái đặc điểm tính cách chung của những người mệnh mộc. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Người mệnh mộc đa phần là người có cái bản chất thiện lương, đa phần là những cái người mà hiền lành tốt bụng. Theo cái thuyết ngũ hành ấy, thì mỗi một mệnh thì đều có một cái tính cách riêng, đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Họ thì cần có những cái mà điều phối phù hợp với quỹ đạo thuận lợi, không chỉ là trong cuộc sống, tình cảm nói chung hay là trong cái công việc và sự nghiệp sau này. Vậy thì mệnh mộc là gì? Mệnh mộc ấy, hay người ta còn gọi là mạng mộc. Mạng mộc ấy thì là một trong năm yếu tố cơ bản để tạo nên vạn vật trong tự nhiên. Theo cái thuyết ngũ hành thì gồm kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Cái này thì nó cũng tương ứng với các cái mùa trong năm, nó cũng tương ứng với thời tiết, hay là nó cũng tương ứng với cơ thể của con người. Cơ thể của con người thì cũng được tạo ra từ ngũ hành. Mỗi một người khi sinh ra ấy, thì nó cũng tương ứng với cả những cái vận mệnh, tùy vào theo cái tuổi tác để tùy tùy vào theo cái tuổi tác những cái năm sinh ấy, để người ta xác định được những cái tính cách, những cái tương lai và những cái bản tính. Nguyên lý hoạt động cơ bản của cái thuyết ngũ hành ấy, đó là cái tương sinh và tương khắc. Mệnh này khi kết hợp với một mệnh khác mà tạo ra được tương sinh, nó sẽ vô cùng thuận lợi và tốt đẹp. Nhưng mà khi mà tương khắc với mệnh khác ấy, thì nó lại mang nhiều cái khó khăn hơn. Thế nên ấy, chúng ta ấy, cần hiểu được những cái nguyên lý cơ bản để mà cần hiểu được những cái nguyên lý cơ bản này ấy, thì để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta ấy, nó được tốt đẹp hơn. Nó tránh trái với những cái quy luật tự nhiên. Mộc ấy thì là cái tên gọi mà dùng để định nghĩa cho những cái cho mọi cái loài mà cỏ, cây, gỗ, hoa, lá vân vân ấy, những cái loài mà sống và sinh trưởng từ mặt đất mà sinh sinh sôi nảy nở ra. Đây chính là cái biểu tượng của sức sống rất là mạnh mẽ, kèm theo đó là cái sự che chở cho kẻ yếu, chống lại những cái sức mạnh phá hoại khác. Đồng thời mệnh mộc còn mang lại sức sống cho muôn loài trên trái đất. Những cái người mệnh mộc thì sinh những cái năm nào? Mậu Thìn này, 1928, 1988, Kỷ Tỵ, 1929, 1989, Ngọ, 1942, 2002, Quý Mùi, 1943, 2003, Canh Dần, 1950, 2010, Tân Mão, 1951, 2011, Mậu Tuất, 1958, 2018, Kỷ Hợi 1959 2019, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973. Đó. Đó là những cái tuổi mà mệnh mộc. Giờ thì chúng ta đi vào xem những cái vẻ ngoài của những cái người mà mệnh mộc. Khi các bạn quan sát ấy, thì những cái người mệnh mộc ấy thì là những cái người mà có một cái phong thái rất là ung dung. Họ là những cái người mà có cái bề ngoài nhìn ung dung và tài trí. Những cái người này ấy, thì họ thường làm những cái chức vụ mà lớn. Họ thường là những cái người thành công và là những cái người mà có cái dáng vóc của những cái người làm quan lớn ấy. Cái người đàn ông mệnh mộc ấy thì là những cái người mà đấng mày râu mệnh mộc ấy thì là những cái người mà luôn thể hiện được những cái sự mà hiên ngang, luôn thể hiện được cái khí phách và thể hiện được những cái can đảm của mình. Những cái người này ấy, những cái người đàn ông mệnh mộc thì họ luôn là những cái người mạnh mẽ rắn giỏi, và họ ấy thì có phần là những cái người mà ít nói, là những cái người mà chủ yếu là hành động nhiều hơn lời nói. Những cái người nữ mệnh mộc ấy thì là những cái người mà cái người phụ nữ mệnh mộc thì thường là những cái người mà hiền lành, là những cái người mà chất phác, họ thường là những cái người mà tháo vát. Thế nên ý, đôi phần ý, thì họ có chút mạnh mẽ và có chút mà cứng cỏi.
Đôi phần có cái chút nó pha lẫn là hơi nam tính. Hầu hết những cái người mệnh mộc ấy thì cái vẻ ngoài mà tỏ ra thì nó không quá sáng sủa, cái nước da thì nó cũng không được quá đẹp, cái gương mặt thì nó kiểu là nó rất là nghiêm nghị. Cái phần lưng và phần ngực của họ thì thường là nổi mụn, thường là bị mụn trứng cá ấy. Hoặc là cái răng thì hơi vàng, cái níu của răng thì nó đỏ, và nói chung là mắt thì không sáng. Tuy nhiên ấy, thì những cái người bệnh mộc thì được cái là cái nết của họ, họ được cái nết và họ được cái chất phác. Cái nết nghĩa là cái tâm của họ ấy, họ nói chung là nết na họ tốt, kiểu như thế. Cái người bệnh mộc ấy thì thường cái mùi cơ thể của những cái người bệnh mộc thì nó hơi nặng mùi, nó không được sáng sủa và nó không được hấp dẫn đối phương. Và những cái người bệnh mộc có cái vẻ bề ngoài thường là cao ráo, họ thì thường có cái dáng đi mà dứt khoát, cái đầu thì ngẩng cao. Nói chung là nhìn thì rất là mạnh mẽ, nhìn rất là nhanh nhẹn, và nói chung là nhìn thì rất là thẳng thắn. Những cái người mộc, những cái người mà mệnh mộc thì là những cái người mà có cái tính cách như thế nào? Những cái người mệnh mộc ấy thì đa phần là những cái người mà nói chung là giàu tình cảm. Dù bề ngoài của những cái người mà tuổi mệnh mộc ấy thì là những cái người mà không lanh lợi trong lời nói, nhưng ấy, họ ấy thì có cái tính tình vô cùng hài hòa, vô cùng phóng khoáng. Đây là những cái người mà cực kỳ là tốt bụng. Những cái người mệnh mộc ấy thì họ là những cái người mà giàu tình cảm, họ là những cái người mà có cái trái tim nhân hậu, và họ là những cái người mà luôn muốn giúp đỡ người khác. Những cái người này ấy thì luôn dạt dào năng lượng, và nói chung là cái năng lượng tích cực của họ rất là nhiều. Họ là những cái người lạc quan yêu đời, họ là những cái người mà nói chung là thích kết bạn với mọi người. Những cái người mệnh mộc là những cái người mà tự tin vào bản thân. Những cái người này thì sẵn sàng thể hiện bản thân. Những cái người mệnh mộc thì là những cái người mà có cái bản tính thiện lương. Cái người mệnh mộc thì như người ta nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Họ là những cái người mà thật thà, họ là những cái người mà thiện lương từ bên trong tâm. Họ ấy thì là những cái người mà không bao giờ muốn làm hại ai, không bao giờ muốn đối xử bất công với ai, kể cả với những cái người mà đã từng là hại họ, đã từng làm tổn thương họ. Họ thì là những cái người mà sẵn sàng là tha thứ, họ là những cái người mà bao dung. Những cái người này thì hay làm việc thiện. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái người mệnh mộc thì là những cái người mà có cái cảm xúc là cũng là dễ thay đổi. Những cái người mệnh mộc ấy thì là những cái người mà có cái tính tình bình ổn, nhưng cái cảm xúc của họ lại dễ bị thay đổi, dễ bị tác động, dễ bị đả kích từ bên ngoài. Chính vì thế đâm ra là người này có thể là hay thay đổi lúc thế này lúc thế kia. Những cái người này ấy thì dễ bị phân tâm bởi những cái năng lượng xung quanh. Họ ấy, những cái người mệnh mộc thì là những cái người mà bướng bỉnh. Những cái người này thì khá ù lì và cố chấp. Những cái người mệnh mộc thì họ là những cái người mà luôn luôn cho những cái gì họ làm là quan trọng. Chính vì thế nên họ ấy luôn cố chấp theo đuổi những cái việc mà họ làm, và họ tự tin vào những cái khả năng của bản thân. Đôi khi là tự tin một cách thái quá. Chính vì tự tin một cách thái quá nên họ không chịu khuất phục khi mà mình đã sai. Chính vì thế nên cũng là những cái người này thì cũng dễ đắc tội với người khác. Cũng chính bởi cái tính cách này đâm ra là họ sẽ khó mà thăng tiến. Cái người mà không chấp nhận được những cái, không nhận ra được những cái lỗi của mình thì làm sao mà biết sửa chữa được. Chính vì thế đâm ra là đây cũng là một cái điểm trừ của cái người mệnh mộc. Cái người mệnh mộc ấy thì là những cái người mà cũng là những cái người mà thông minh và tinh tế. Những cái người này thì rất là thông minh và tài năng. Họ ấy thì là những cái người mà có cái khả năng làm việc theo nhóm. Họ làm việc theo nhóm thì rất là thuần thục và rất là nhuần nhuyễn. Họ cũng là những cái người mà rất là cần cù và chăm chỉ. Những cái người này ấy thì họ có cái khả năng mà đánh giá người khác, có cái khả năng mà nhận xét người khác. Họ ấy thì nhận xét người khác một cách tinh tế. Chính cái điểm này đâm ra là sẽ giúp cho họ là đối xử với người khác một cách hợp lý nhất, một cách tốt nhất. Nói chung là cái điều này thì cũng giúp cho họ có một cái khả năng giao tiếp rất là tốt. Chính vì vậy nên những cái mối quan hệ của họ ấy thì cũng đi đến đâu thì họ cũng đều gặp thuận lợi đến đấy, đều ký kết được những cái trong công việc thì họ sẽ là những cái người mà đều ký kết được những cái hợp đồng lớn.
Bởi vì cũng do là cái giao tiếp tốt của họ. Cái người mệnh mộc thì là những cái người mà nhiều hoài bão. Những cái người mệnh mộc là những người tài giỏi, là những người nhiều tham vọng và là những cái người mà mong muốn rất nhiều trong cái sự nghiệp. Những cái người này thì họ thích thể hiện bản thân và đặt mục tiêu mà không sợ sệt. Những cái người mệnh mộc thì họ có cái bản tính kiên cường. Họ là những cái người mà gan dạ và họ là những cái người mà luôn tiến về phía trước. Họ là những cái người mà vững chãi, là những người tài ba. Những cái người mệnh mộc thì cũng là cái người mà nóng tính. Họ là những cái người mà khá là nóng tính và là những cái người mà dễ bộc phát ra những cái khó chịu, dễ bộc phát ra những cái bực dọc ra bên ngoài. Đây thì cũng là cái nhược điểm lớn của họ. Nói chung là cần phải thay đổi. Vì nếu mà cứ để những cái dễ nóng nảy và bực dọc ra bên ngoài thì sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến cái công việc, rất là dễ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp thăng tiến của mình, rất là dễ ảnh hưởng đến những cái vận may. Nói chung là tất cả những cái gì mà tốt lành nhất, nếu như mà để mà không kiềm chế được ấy, mà cứ để cái sự nóng giận ấy nó ngự trị mình ấy, thì nó sẽ là tiêu tan. Thế đâm ra là những cái người mệnh mộc thì đây là cái nhược điểm là cũng cần hết sức phải chú ý. Không cái gì là không sửa được, nếu mà biết thì sẽ sửa được nhá. Nếu mà bỏ được cái nóng giận này thì là những cái người mệnh mộc ấy sẽ rất là hoàn hảo, sẽ rất là tốt đấy. Ở cái người mà phụ nữ mệnh mộc ấy thì là những cái người mà có cái phần mà nhẹ dạ cả tin. Nói chung là những cái người phụ nữ mệnh mộc ấy thì sẽ hay gây chuyện qua những cái lời nói mà vô tội vạ. Họ là những cái người mà khá đơn giản và là những cái người mà cũng rất là dễ bốc đồng. Rất là dễ mà bốc đồng mà khó kiểm soát. Những cái người phụ nữ mệnh mộc ấy thì cũng đừng nên cho rằng ai cũng là cái người mà tốt tính mà sẵn sàng bỏ qua cho mình hết lần này tới lần khác. Dù sao ấy thì bạn cũng là người sai và cũng là cái người đuối lý. Thế nên những cái người phụ nữ mệnh mộc thì cũng nên biết tiết chế. Tiết chế cái sự bốc đồng và tiết chế cái sự mà mất kiểm soát của mình. Những cái người mệnh mộc là những cái người mà đáng tin tưởng. Họ ấy thì là những cái người mà có cái tính tình nghiêm trang. Đây là cái chỗ dựa mà khá là, đây là cái chỗ dựa tinh thần ấy, khá là vững chắc. Những cái người mệnh mộc ấy thì họ biết lắng nghe và những cái người này thì biết chia sẻ thực tâm. Họ thì không phải là những cái người mà kiểu như là ngồi lê đôi mách. Những cái người mệnh mộc ấy thì họ biết xoa dịu nỗi đau và biết xoa dịu những cái khổ sở, những cái nỗi đau của người khác. Nói chung họ là những cái người mà đáng tin cậy. Giờ thì chúng ta đi vào xem cái phần mà những cái người mệnh mộc thì nên làm những cái việc gì cho nó phù hợp. Những cái người mệnh mộc thì nên làm những cái việc như kiểu là marketing. Bởi vì họ ấy thì là những cái người năng nổ, họ là những cái người mà nhiều ý tưởng, họ là những cái người mà kiểu là sáng tạo ấy. Chính vì thế nên họ biết cách nhìn ra những cái việc mà theo nhiều cái chiều hướng khác nhau. Và họ ấy thì biết đặt mình vào tâm lý khách hàng. Biết đặt mình vào những cái suy nghĩ của khách hàng. Thế nên họ sẽ có những cái chiến lược mà rất là phù hợp. Với cái khả năng sáng tạo và với cái khả năng mà thích ứng và thích nghi không ngừng nghỉ của họ ấy, thì họ sẽ là những cái người mà dễ dàng thành công trong những cái công việc mà có đòi hỏi cái sự mà nhạy cảm, nhạy bén. Họ là những cái người mà sáng tạo ra nhiều thứ mới. Hoặc là những cái người mệnh mộc thì làm những cái công việc như kiểu là nhân viên tư vấn bán hàng thì cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những cái người mà cũng là giỏi giao tiếp, khá là giỏi trong giao tiếp. Họ là những cái người mà giao tiếp tốt. Nhờ cái sự giao tiếp tốt thì họ có thể là làm hài lòng khách hàng, làm hài lòng người mua hàng, có thể làm hài lòng từ những cái vị khách khó tính. Họ thì sẽ biết cách đối xử với nhiều nhiều cái tuýp người, nhiều cái dạng người khác nhau. Chính vì thế nên đơn giản là sẽ rất là thuận lợi cho cái công việc của họ. Hoặc là những cái người mệnh mộc thì có thể làm những cái việc mà điều dưỡng. Bởi vì cái bản tính của cái người mệnh mộc là những cái người mà lương thiện, là những cái người tốt bụng ấy. Thế nên ấy, họ là những cái người mà luôn muốn giúp đỡ người khác. Chính vì thế nên là họ làm những cái công việc mà điều dưỡng thì cũng được. Bởi vì những cái công việc này ấy, thì họ có thể là họ giúp đỡ người ta một cách mà thật tâm, một cách mà cẩn thận, chứ không phải là cầu thả, không phải là qua loa. Đặc biệt là họ sẽ giúp đỡ người ta bằng những cái hành động thiết thực. Hoặc là những cái người mệnh mộc ấy, thì cũng có thể là làm văn nghệ sĩ cũng được. Làm nghệ sĩ hay là làm họa sĩ. Bởi vì những cái người này thì có cái tư duy, có cái đầu óc sáng tạo, có cái sự nhạy bén.
những cái người này thì cũng không thích những cái công việc mà nó quá gò bó. Chính vì thế đâm ra là họ ấy thì sẽ có nhiều cái ý tưởng và họ sẽ có nhiều cái sự tưởng tượng. Họ là những cái người mà có được những cái sự, có cái ý tưởng, có cái tưởng tượng bay bổng. Chính vì thế những cái người này thì cũng có thể là tạo ra được những cái tác phẩm mà để đời, tạo ra được những cái tác phẩm mà có giá trị. Nói chung là với cái bản tính làm việc chăm chỉ của họ ấy, và với cái kiểu là nhiệt tình của họ ấy, thì họ có thể là đi theo trên những cái con đường mà nghệ thuật thì cũng sẽ thành công. Hoặc là những cái người mệnh mộc ấy, thì cũng có thể là mở những cái quán ăn nhà hàng thì cũng được, làm trong quán ăn nhà hàng. Bởi vì mộc thì là sinh hỏa, thì cái tương sinh của mộc thì cũng là hỏa. Thế đâm ra là xét đến cái vị trí bếp ấy, hay là những cái vị trí mà hoặc là họ bán xăng dầu thì cũng được. Hoặc là những cái người mệnh mộc mà kinh doanh những cái đồ thủy sản thì cũng được. Thì thủy thì sinh mộc mà, chẳng hạn là như thế. Nói chung là liên quan đến những cái công việc mà về thủy sản thì cũng sẽ rất là hợp với họ. Hoặc là làm về hóa chất thì liên quan đến thủy. Những cái công việc mà nói chung là đòi hỏi đến những cái sự nhạy bén ấy, những cái đòi hỏi những cái sự mà nhiều ý tưởng ấy, thì những cái người mệnh mộc thì đều là làm được, đều có khả năng làm được. Hoặc là những cái người này trang trí nội thất được, thiết kế được, bởi vì cái óc tưởng tượng, cái sáng tạo của họ có. Liên quan đến những cái cây cỏ mà đất đai, những cái làm việc mà liên quan đến nông sản cũng được, bởi vì nói chung là những cái người mệnh mộc ấy thì là những cái người mà có thể là làm tốt nhiều ngành nghề. Họ thì cũng có thể là làm những cái công việc mà liên quan đến tài chính, kế toán, thư ký, báo chí, hay là bảo hiểm, hay là những cái công việc như kiểu quản trị kinh doanh, hay là làm luật sư, hay làm công an, hay làm chính trị, hay làm nói chung là họ thì là những cái người mà có thể làm tốt nhiều vấn đề, nhiều việc, nhiều công việc. Bởi vì những cái người này thì là những cái người mà nhiệt tình, và là những cái người mà có nhiều sức tưởng tượng, là những cái người chăm chỉ. Họ là những cái, nói tóm lại họ là những cái người mà phải nói là như kiểu là đa di năng ấy. Mỗi tội là phải cần chú ý là cái tính nóng này phải ghim nó xuống, đừng có để cái tính nóng này nó bộc phát lên nha. Thôi được rồi, video của tôi hôm nay đến đây ấy, thì là kết thúc. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy video này nó hay hay thì hãy tặng kênh một like. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé. Đăng ký để mà không bỏ qua những cái video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.